Các bạn xin mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn toán 5 sách kiến thức tri thức qua sách và bài tập bài 17 thực hành và trải nghiệm với một số đơn vị đo đại lượng tiết 2. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán 5, các em có thể tham gia nhóm Zalo toán 5 sách kiến thức tri thức bằng cách tầm mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Ở đây đối với mỗi bài, các em nên bấm tạm dừng video, các em làm bài trước ra giấy nháp. Sau khi làm xong, các em bấm tiếp tục video và tham khảo nha. Bài 1. Robot muốn làm giá sách treo tường. Robot dự định đặt mua các tấm gỗ với kích thước và số lượng như trong bảng dưới đây. Kích thước: chiều dài là 25 cm, chiều rộng 20 cm, số lượng là 3. Chiều dài 80 cm, chiều rộng 25 cm, số lượng là 1. Chiều dài 130 cm, chiều rộng 25 cm, số lượng là 2. Loại gỗ công nghiệp được chọn có giá là 250.000 đồng cho 1 m². Tính số tiền robot cần trả để mua số gỗ như dự định. Chúng ta biết là giá 250.000 đồng cho 1 m². Muốn biết số tiền cần trả là bao nhiêu thì trước hết là các em phải tính tổng diện tích của các tấm gỗ cần mua. Rồi cụ thể, chúng ta cùng phân tích và làm bài tập này như sau. Rồi trước hết là các em tính diện tích 3 tấm gỗ loại 25 cm nhân 20 cm. Viết như thế này thì các em hiểu là tấm gỗ có chiều dài là 25 cm và chiều rộng là 20 cm. Một tấm thì có diện tích là 25 x 20, còn 3 tấm thì các em nhân thêm với 3, được chưa, bằng 1.500 cm². Ta biết là tấm gỗ có dạng hình chữ nhật thì diện tích sẽ là chiều dài nhân chiều rộng. Một tấm có diện tích là 25 x 20, 3 tấm thì kem nhân tiếp với 3, bằng 1.500 cm². Tiếp theo là kem tính diện tích một tấm gỗ loại 80 cm nhân 25 cm. Rồi kem lấy chiều dài nhân chiều rộng 80 x 25. Một tấm thì các em chỉ cần lấy 80 x 25 thôi, bằng 2.000 cm². Tiếp theo là các em tính diện tích 2 tấm gỗ loại 130 cm nhân 25 cm. Rồi các em lấy chiều dài là 130, các em nhân với chiều rộng là 25. Vì 2 tấm cho nên các em nhân tiếp với 2, bằng 6.500 cm². Đến đây thì các em tính tổng diện tích các tấm gỗ trên bằng cách lấy 1.500 cộng 2.000 cộng với 6.500 bằng 10.000 cm². Để thuận tiện thì các em đổi 10.000 cm² bằng 1 m². Tại sao chúng ta lại đổi ra mét vuông? Bởi vì là 1 m² gỗ thì có giá là 250.000 đồng, được chưa? Cho nên các em phải đổi từ cm² ra m² đã. Từ đó các em dễ dàng tính được số tiền robot cần trả. Ở đây robot cần mua là 1 m² gỗ thì cần trả số tiền là 250.000 x 1 bằng 250.000 đồng. Rồi các em nhớ đáp số. Tiếp theo là các em sang bài 2, câu E. Hãy thiết kế giá sách treo tường theo ý em. Em hãy vẽ hình các tấm gỗ và chú thích số lượng với mỗi tấm gỗ trong ô trống dưới đây. Rồi phần này thì các em sẽ thực hành và trải nghiệm. Các em tự thiết kế giá sách treo tường theo ý của em. Ở đây thầy giáo gợi ý. Ví dụ em có thể thiết kế giá sách treo tường có hình dạng như này. Rồi theo thiết kế như này thì theo em là chúng ta cần bao nhiêu tấm loại 25 x 20.
1, 2, 3, 4. Chúng ta cần 4 tấm. Bao nhiêu tấm loại 80 x 25? À, chúng ta cần 1, 2, 3. Được chưa? Số lượng là 3. Câu B. Tính số tiền mua gỗ để làm giá sách đó. Nếu loại gỗ công nghiệp được chọn có giá là 200.000 đồng cho 1 mét vuông. Rồi tương tự bài 1 thì trước hết là các em tính tổng diện tích gỗ cần mua. Diện tích 4 tấm gỗ loại 25cm nhân 20cm là. Trước hết là các em tính diện tích của một tấm bằng cách lấy chiều dài nhân chiều rộng 25 nhân 20. Vì 4 tấm cho nên các em nhân tiếp với 4 bằng 2000cm vuông. Tiếp theo là các em tính diện tích 3 tấm gỗ loại 80 x 25. Các em lấy chiều dài nhân chiều rộng. Vì là 3 tấm cho nên các em nhân tiếp với 3 bằng 6000cm vuông. Vậy tổng diện tích các tấm gỗ trên là, hay là tổng diện tích gỗ cần mua là 2000 cộng với 6000 bằng 8000cm vuông. Rồi tiếp theo là các em tính số tiền cần mua gỗ. Chúng ta biết là 1 mét vuông gỗ có giá tiền là 200.000 đồng. Ở đây nếu các em đổi 8.000cm vuông ra mét vuông thì chúng ta sẽ được là 0,8 mét vuông. Như vậy số tiền cần mua sẽ là 200.000 nhân 0,8. Vì chúng ta chưa học phép nhân liên quan đến số thập phân. Vì vậy để thuận tiện thì các em đổi 10.000cm vuông bằng 1 mét vuông. Tức là 10.000cm vuông gỗ thì có giá tiền là 200.000 đồng. Vậy 1cm vuông gỗ thì có giá tiền là 200.000 chia cho 10.000 bằng 20 đồng. Rồi số tiền robot cần trả là 1cm vuông gỗ thì có giá tiền là 20 đồng. 8.000cm vuông gỗ thì có số tiền là 20 x 8.000 bằng 160.000 đồng. Rồi các em nhớ đáp số. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc học tốt.